Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chi Chấm Minh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ lại chiến tập cùng mình trong series game Arca Survival Evo Mod Gaia. Để coi nè, trong tập này chúng ta để bắt con gì đây ta? Mình bữa giờ đang vẫn đang đi kiếm hệ cây với lại kiếm mấy con thú lạ lạ ở bên cái bản mod ICO nữa. Hai mod này là chơi chung với nhau, hai thú nó cũng khá là ổn nhưng mà mỗi bên đều có những cái gọi là sao ta, nguyên liệu đồ nó hơi khó tìm chút xíu, là bắt buộc phải đi giết thật là nhiều boss ấy. Bữa giờ mình chưa kiếm được mấy con nào đó mà đam cũng khủng, đánh nhau một vs một rồi nhưng mà mới tập trước bắt được cái con chim cú, mà con này mình khá là ưng. Mặc dù nó có một cái điểm trừ là lúc mà nó bay lượn á, nó không có gọi là sao ta, giữ được cái trạng thái lượn của nó lâu như là con Riffin. Đấy, nó chỉ lượn được có một xíu thôi, khi nào mà nó cắm đầu xuống á, thì nó lượn được nhanh, còn mà khi mà nó đưa cái đầu lên là bắt đầu nó chậm chậm lại rồi nè. Đấy, con chim cú này hơi bị khỏe luôn nha. Đấy, mấy cái con kia máu nó cũng chỉ được tầm 1-2 triệu thôi, mà cái con này mình mới nâng 147 điểm thôi mà máu nó đã hơn 10 triệu nè. Con này chắc là có thể cầm đi đánh với lại những cái con màu vàng vàng á, cái con anime, đánh nó để đi farm thêm mấy cái xô về đặng chế đồ ăn các kiểu. Có con này giờ giờ đi đi càn quét đồ đỡ, nó đánh một lần tới gần 200.000 đam rồi các bạn ạ, hơi bị đỉnh luôn. Với lại tập trước mình quên test cái con này ở chế độ nhìn ban đêm á, con này các bạn phải chỉnh sang ban đêm nó mới đã nè. Đây mình sẽ chỉnh thử cho coi. Đấy, thấy chưa, cái con này khi mà ban đêm á, à wow, sao nó mất mấy cái hào quang kia rồi ta. Mình nhớ là nó có hiển thị mấy cái cục và chấm 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 rồi, nhìn đã lắm mà ta. Đâu rồi nhờ, à đấy, đây nè, thấy không, nó có mấy cái hình chấm chấm bi đây, màu trắng màu vàng màu hồng. Đó, con này sang ban đêm là nó sáng nguyên một vùng luôn rồi, đã không, xung quanh nó còn có khói nữa nha, hơi bị xịn. Thấy đã chưa hả? Ủa, con gì đây? Ủa, sao ngay bên nhà mình lại có nguyên một con boss JJ the Fly này vậy ta? Đù, hồi nãy mình mới xóa thú xong không để ý, cái giờ nó xâm nguyên con boss 55 triệu máu đứng kia bên nhà mình luôn mà. Phải nồi vậy, ai chơi lại. Ui, con đó hình như là chưa đủ trình đâu. Mình không biết là nó cắn bao nhiêu đam nữa nhưng mà nó khỏe phết á. Còn cái con này hôm tập trước các bạn có người chỉ mình là muốn tem con này thì mình phải bắn tên lửa vào người nó hoặc là lấy rồng lửa phun thì nó mới lên turbo. Đúng không? Nhưng mà cái con này mình nghĩ tem xong chắc là nó cũng có tác dụng giống như con Phoenix, là nó nướng thịt giúp mình, không biết có nung được metal hay không, cái đó thì mình chưa biết nha. Dân chơi VIP phải, đứng ngay kế bên nhà mà luôn mà mới ghê. Đấy, con này cũng thuộc dạng là đánh lấy nguyên liệu nè, ở bên mod ICO. Đi kiếm mấy con hệ đi cây á. Hả? Ê, khoan, mới thấy có con gì hệ Fallen nè. Ủa, hệ Fallen, là bên mod nào ta? Gaia hay là ACO vậy? Fallen này mạnh không ta? Thấy cũng lạ. Con lần nhưng mà máu với đam máu với tơ bộ nó thấp quá, sợ bắt nó cũng không ngon, bắt mấy con vip vip thì mới đã. Con này nói chung là tạm
tạm tạm dùng được chứ chưa chưa đến nỗi là quá yếu. Nó cân được những cái con mấy chục nghìn máu này một cách nhanh gọn luôn đó. Giúp mình đi farm thêm mấy cái show của Redfall với lại Divine. Hơi bị được nha. Ủa. Ê. Nên mình mới dòm được cái trứng của con. Của con gì đó. Của con boss kìa. Boss nó đẻ trứng các bạn ơi, phải rồi nhưng mà trứng nó không hình như không tem được. Ốc nào ta, hồi nãy mình mới dòm cái ống nhòm được cái trứng của cái con Allosaurus, con boss hồi nãy á. Tên là JJ gì đó. Đâu rồi ta? Nó rớt đâu ở trong mấy cái bụi lùm này nè. À đây nè. Con liệu. Đấy. Để ra chắc để cho vui thôi nhờ. Rồi, tao mày đi vòng vòng đi kiếm thanh thú lạ. Với lại vẫn phải đi đi kiếm mục tiêu của mình. À đây đây đây, thí dụ như vậy nè. Ether. Con này đánh là mình cứ bị rớt thú nhờ. Nghe nó cay thật. Ether Guardian. Rồi mình đóng đá nó coi xem được không. Đánh nó được một cái thế là mình rớt à. Hay là hình như là bị dính cái lửa hiệu ứng của hệ Guardian phải. Là mình bị đi bộ. Này, dưới cái này nó có xem ra con gì cho mình tem không ta? Nó chỉ cho mình mấy cái đồ nội tạng đồ gì nè để chế cái cục Guardian Element. Xương sẩu bla bla. Ôi, tập trước bạn nào nhớ cái khúc mà mình đi qua bên kia mình đi kiếm thú không? Gặp cái con màu đen đen đắc nịt gì đó. Bả nào con nó có nhạc. Nhạc hơi bị gọi là hùng hồn luôn. Nhưng mà mình kiếm được cái file nhạc của cái con boss đó rồi, hình như mình xóa rồi sao á. Bây giờ gặp lại con đó chắc không sao. Đứng ngay cái bên không nghe nhạc. Nhưng mà vẫn còn một số con là có nhạc nha, nhưng mà nhạc đó không sao tại vì nhạc đó là của game ARK luôn, không bị bản quyền. Mấy nhạc đó ok. Nhạc của cái map ARK Fielder. Mấy con này gì đánh được nữa bạn. Tầm 10 triệu máu chơi được. Con này được cái ngoài nó máu nhiều thôi. Nhưng mà đánh lâu thì cũng chết. Của mình nó ra đòn chậm vậy. Vẫn phải đi kiếm thêm mấy con máu cao với lại đam to hơn con cú nè. Xem giết giết cho nó cho thì kim xong rồi cho thêm gì nữa không ta. Hôm bữa với con Diplo con nó có khoảng 2 triệu máu, nó cho được mấy cái cục sâu á, hình như là giết giết cái con nào mà càng khỏe thì càng được cho nhiều mấy cái show của đôi mốt Acho này hơn.
Ok, mua nít. Ồ, nó đánh con mình mất cũng không nhiều máu đã. Giết cái con này xong cho được đây. Như đây được đây nè 18 21 cục sâu các bạn ơi, với lại cho thêm được cái bình này gì đây. The ring this and grant to you will be the power of element. If instant from the player, it will actually to bump on surrounding creature. Cái này mình có thể uống được ấy các bạn ạ. Nếu như mình uống cái này vào thì nó sẽ kích hoạt cái hiệu ứng bắp cho toàn bộ những cái con vật ở xung quanh mình. Hoài, cái này mình không biết có ngon hay không, nhưng mà tạm thời mình cứ giữ ở đây đi nha. Rồi hồi nữa mình giết boss đó, mình unlock ra được cái gì đó, cái chỗ trồng cây á các bạn, cái plot ultimate đó. Lúc đó mình gọi là nhân bản cái này ra nhiều thì xong mình xài cho đã. Tạm thời mình cất cái này đi, tại vì có một bình duy nhất thôi, giữ lại. Rồi bây giờ đi vòng vòng kiếm mấy con khỏe giết coi, xem bữa nay nó sẽ xum ra con gì mới nữa không. Vẫn chưa kiếm được con đi cây nào mà ưng ý nhờ. Giết mấy cái con survey thì nó xum ra mấy con trono, rồi giết mấy con trono đó nó mới có xác suất xum ra được con đi cây khó vả nồi ra. Đâu để mình thử coi, đánh con này nó ra con Chimera, xong rồi giết con Chimera nó lại ra con cái con gì đó xanh xanh đó nhờ, con Gigant đột biến thì cay lắm. Ôi lại ra Zotus nè, Tabu Tabo. Heavenly Heavenly giết xong mới xem được cái gì nữa không ta? Không, không thấy thêm ra gì hết. Ui, có con Red đẹp vậy. Wow, con này Veneficus Tyrannosaurus Red. Ui, cái con này khi mà nó đẻ thì nó sẽ cho được 5% xác suất ra được của hệ Vulcan Vulcanus, nhưng mà anh sắp bị cái con cú này làm thịt rồi. Rồi để mình giúp nó một tay, tiễn hai nó lên dĩa luôn. Nghe mình ly, nghe mình ly. Giết được Redfall thì nó sẽ xâm ra Heavenly nè. Giết Heavenly thì nó xâm ra cái gì thì không nói. Hình như giết Heavenly nó không xâm ra gì hết các bạn ơi. Ấy Blundero, quay Blunder từ nha, Blunderus. Blun. Wow. Hai con luôn nè. Mình không biết là con nào nó xâm ra cái con này nhưng mà level thấp quá. Giết luôn.
con này coi xem cắn mình cắn bao nhiêu đam đây. Nó không biết nó cắn mình bao nhiêu đam nhỉ. Ồ, tính ra là nếu như mà giết thì vẫn giết được các bạn, nhưng mà đánh hơi lâu. Con cú của mình cái DPS trên dây nó chậm quá. Nếu như mà có con Velo á đứng ở trên xả bắn tạt 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 đam mới to, gây đam liên tục. Mày ô quả trứng. Ô mấy con mình tưởng nó đẻ trong tổ chứ mấy con nó đẻ ngoài luôn kìa. Trứng level 80 và bắp. Tactique Volatile. Rồi cắt mình nổ luôn. Không đau, không đau. 2000 đam thôi, hết sợ rồi. Mythical. Ủa. Mình không có con gì lạ lạ để cho mình tem nhờ. Là mấy con cũ thôi. Fury. Cái hệ độc đó thì mình cũng chả biết nó. Đây mình thấy nó cũng tai xịn đó, nhưng mà sao chỉ số nó lởm dữ ta. Có 3000 mấy máu à. Thấy không? Các bạn thấy nó lượn xuống nó giữ được có một tí thôi. Đức Phin thì nó sẽ bay được lâu hơn tí. Đó nha. Cứ ngước lên là nó gần như nó bị mất cái hiệu ứng. Hả? Cái gì vậy? Con đéo gì đây? À, full mình, con này hôm bữa mình bắt rồi mà, nhưng mà con này yếu lắm. Mình coi có con rồng hay con gì đó xịn xịn nữa không nhờ. Wyvern. Red Fool nè. Init nè. Corrupt với lại Delaney. Ủa Delaney này là rồng hệ gì đó lạ vậy? Thôi để mình ngó thử coi. Hả? Để đâu đây? Nào đây. Oh shit. The Cosmic Chamber. Con Mana Ram. Thôi mẹ nó quấn mình. Rớt thú là cúc. Đâu nó kiếm con nào nó đam cao hơn rồi bắt con đó các bạn ạ. Corrupt Dragon. Wow, nhà đã. Ủa, nó nữa nè. Gần 60 triệu máu. Thôi. Hồi nãy mình mới thấy cái con Bunny gì á, đúng không? Thỏ chút xíu xíu à. À đây nè. Gaia Bunny. Nhưng mà nó có đẻ trứng hay cái gì không thì không biết. À đúng rồi, với lại xí nữa để coi đi kiếm cái con Lullaby á.
con chó sói với Skylark luôn. Em có không? Tập trước đã tem nó rồi nhưng mà level nó thấp quá, cho nên là mình mới tem con chim cú này đây. Cú quá trời cú luôn. Refill con Durex màu trắng tinh là đẹp dữ. Guardian Heavenly Rhino 560 thì được chứ. Con giòi buồn cười à, Pavininus gì đây nè. Cái con voi người đen nhưng mà cái đầu đỏ. Ai nồi nhìn hài. Ui, đồng băng à. Wow. Ủa rồng rồng băng nhưng mà nó là Dodo Vivern các bạn ạ, chứ không phải là Wyvern. Ủa, nhưng mà nhìn đẹp dữ về nha. Tìm cái con này nữa rồi. Mantis. Mantis cho nó một đầy là nó xỉu à. Yo. Come in. Heavenly Rhino. Cái gì đây, cái gì đây? Đây ní quay lại đây ní ai dạ hụt. Đúng rồi đúng rồi con đánh tao đây, đánh tao đây mấy cái con heo này. Mày mình chơi ai? Con này thuộc cơ bộ nhanh phết. Đẹp dữ. Ôi, có yên con heo luôn. Beautiful. Kiếm được quả khiên nhìn cháy không? Khiên đẹp quá rồi nè. Đấy. Khiên tách nha.
Kẹt. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đồ đồ quá. Frost Wyvern mắt xanh luôn. Đó, tuyệt vời. Con này mình không biết là nó mang cái yên gì nữa, cứ chế lụi đi. Con Steel hoặc là Twilight gì đấy. Con Steel hoặc là Mythical. Chế ba là yên này, chứ nó mang được cái yên nào thì mang. Elemental Boss Armor. Gì đây, cái này tăng thêm giáp à. GB Creature Armor Plate. Con Steel này không mang được nè. Twilight không mang được nè. Ủa? Con này không mang được cái yên nào luôn. Để Lantea. Để... Ủa? Không có à? Hay là phải chế cái này ta? Gaia Wyvern Shadow. Nhưng mà làm mình có cái Omega Wyvern DNA. DNA này kiếm đâu ra vậy? Hay là phải chế cái này nhỉ? DNA Slicer Combine DNA with Egg sẽ tạo ra. Bỏ DNA với lại trứng vào. Nhưng mà là sao để chế được cái DNA, cái DNA của nó ta? This DNA will purify any creature you own. Chả biết cái này là cái gì nữa. Lấy DNA của nó. DNA nhìn như bị nhiễm phóng xạ vậy á. Con này không có yên các bạn ạ. Không mang được mấy cái yên thường. Không biết sau này có yên nào hay không. Mình chả biết nữa. Mình test được con này tí coi. Oh yeah. Cá sấu. Các bạn thấy bị hiệu ứng Frozen không kìa. Đánh nó bị Frozen tới nái luôn. Thắng đâu vậy? Trời mày nhờ. Đâu ra con Parasur to to vãi trưởng. Ui gì đây khô mấy trưởng Frozen bị slow đối phương lại. Con này nó đang cũng không to mấy. Với con Heavenly thì nó lại xâm ra con Demonic nè. Xem với Demonic nó sẽ xâm ra tiếp con gì đây. Con rất kinh nghiệm nó đang đam chuẩn đầu cái đấy. Cũng cho show Red Full. Hết tới xung ra gì nữa rồi. Rồi để mình kiếm con Lullaby tập trước coi. Skylark
ra. Đây nè, Lullaby update nè các bạn. Wow, level 520 bú. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chính nó, chính nó. Let's go, đi mong con sáu này đem to để đánh nhau với mấy cái con boss mấy chục triệu máu kia được. Ấy con đu đu rất vàng khè luôn. Uầy, đã nhờ. Tempest Controller of Time. Uầy, nhìn beautiful nhờ, đẹp vãi. Màu màu đen ánh vàng. Còn cái con màu, còn cái con Beast of Darkness, con đen thui thui lùi luôn. Manticore full. Thấy mấy con voi mốt này không, là thẻ Pavilionus đó. Đấy, nó có một tông như vậy ha. Màu đen, tóc đỏ. Nhìn buồn cười. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Sói. Nó kìa, nó kìa, nó kìa. Đấy, nó có một cái làn khói màu nhìn oách nhờ. Wow, bốn gần 500.000 tu bồ quá dữ. Rồi, Mantis ơi, cho Mantis ra đập nó chịu hơi. Đúng rồi, mình mới sắm được cái cây chày 400 mấy % nè, hơi bị ngon. Đập đập là gọi là đớ người luôn. Quên quên lấy cái loại thuốc tem mình chưa, cái cục kia mình chưa unlock, chưa unlock được cái Twilight cái bộ kia thiệt. Cái đó unlock kiểu gì nhờ, bạn nào biết unlock được cái kiếp bộ nữa, hay là bắt buộc phải giết boss ta, mấy cái con boss ở bên cái con boss ACO thì mình không không biết, chưa rành. Như chúng ta phải đi giết cái con Gigan màu xanh xanh hôm bữa đấy thì nó mới unlock được mấy cái này cho mình.
Cho nên là mình cứ dùng tặng mấy loại thuốc ở bên mod gây A này nó giúp mình. Đó, con này nhìn đã vãi. B đi trend level cho nó lên rồi xem nó có ngon hơn con cũ không. Cái gì vậy? Tiếng từ cái con bọ ngựa này hả trời. Con bảo tới, thôi mày. Trời ơi, beautiful. Con này có yên gì em ta? Skylark Lullaby of Death. Hay là mang yên sói được không? Redwood. Đây mình không biết nó mang yên thử mang mấy yên nữa được không? À được nè. À đúng rồi, rồi rồi mình hiểu rồi. Con nào mà nó ăn Gibble Twilight thì mình mặc được cái yên Twilight cho nó. Oh yeah. Ra là vậy. Đấy. Con nào ăn Gibble Mythical thì mình cho nó mặc yên Mythical. Con nào ăn Gibble Constellation thì mình cho nó cái yên đó. Ôi cũng dễ hiểu mà. Đúng không? Đấy, nhưng mà mình vẫn chưa unlock được mấy cái gibbo này ạ. Vậy cái trưởng thế mà vẫn bắt được mấy con này bình thường rồi. Các bạn thấy mình hay không? Ê, nhờ chơi với mod gây A mà mình bắt được thú binh ICO hả? Đỉnh vãi nồi. Ôi cộng một lần được một mấy chục nghìn máu luôn ạ. Đã thế nhờ. Sói sói này nhìn cứ như là đang chơi bên mod đó. Máy TH nhờ. À, tôi quay. Mày tới đập mạng đúng không? Xum ra con nào không? Chrono này không? Không thấy lên Chrono. Lọ kinh nghiệm. Có những cái tuyệt chiêu nào đây. Ôi, nó hửa được mùi máu nè. Chụp phải coi. Chụp phải không có gì hết. Chụp ít coi. Ôi, nó hú bị hửa nguyên rủa. Bị hửa khớt. Wow, Redfull 620 luôn. Ai vậy? Đánh mày cái một. Con tốc rách là 620 luôn kìa. Con này cũng chưa thấy đam to lắm. Chưa được 200.000 đam như con kia. Đam này vẫn còn bèo quá các bạn ạ. À. Tôi chưa cầm đi đánh boss được. Máu thì có thể là ok. Ôi 76.000 đam mình nè. Không nhưng mà tính ra là nó cắn nhanh hơn con gì nhờ, con chim cú là được, cú phải 2-3 giây mới đánh được một cái lâu như vậy tới, còn cắn nhanh hơn nè. Chiêu gì nữa, chiêu Q, chiêu R không có.
ngon nhỉ, cắn cực kỳ nhanh luôn. Ngựa là Pegasus hồi đầu game mình nó hành mình này, mình cắn nó lại. Nào nữa. Ê, khớp này không biết là có tăng thêm đam hay không nữa. Nó sẽ bị dính những khớp trong kìa, mình rủa. Cho sói của tao à, cắn cái đầu. Mày rồi cắn ai, mày rồi cắn ai, giỡn hả mày? Điểm phải đi train thêm, phải train con này tối đa cho nên xem sức mạnh của nó như thế nào. Nó vẫn còn đi chậm nhờ. Phu mình hả mày? Mày phu mình với ai? Ê, có con gacha kìa. Bắt con gacha nè. Heavenly gacha. Hát đù. Chữ vậy. Heavenly cũng biết thôi. Điểm đam nữa là mắc. Nó đi cài con này. Kiếm miếng boss đó đánh lên level mới nhiều. Con kia chưa nhờ, 55 triệu máu rồi đấy các bạn ạ. À, vãi cả trưởng. Từ nha, mình thu em nó vô quả cầu trước cái đi. Con mình có 2 triệu mấy máu thôi, đánh với con 55 triệu máu coi xem sao. hơi bị giếng. Thử rồi nha, thử đi. Nhưng mà mình đánh được không? Chết thôi. Chắc được rồi đúng không? Chắc hơi lâu ấy. Bị càng nhiều kết đam càng to. Đúng không? Còn mình hú lên nó bị dính 4-5 cái kết kìa. Giống như ở bên mod Omega. Ừ. Thế nó bị dính khớp đó, các bạn nhớ cái cây búa khớp bên Omega không? Ở đây nó cũng có hiệu ứng tương tự nhưng mà nó không nhân lên nhiều đam lắm đâu, nhân lên được khoảng gấp đôi đam thôi. Mình thường cắn có 150 nó nhân 3-4 lần khớp lên là 300-400 đam rồi.
có vậy cũng được mà ngon nha, cũng kết mà thử thế đấy. Ở bên Omega cầm cái búa mà đánh bị ứng giật kết á, ít lên nhiều lắm, mà nó ít vừa phải thôi, không nhiều đâu, nên là chấp nhận được, đánh lên được bay hơn 300%. May là nó cắn mình không có nhiều máu á, rồi không qua. Đa 5 lần kết luôn. Và cánh này mỗi 2-3 triệu. Nên mình muốn giết một con rồi em sẽ cho được. Xem ra con vegan được rất cool. Con Chrono này nó không xâm ra đi cây mà nó xâm ra con Gusty. Mình thấy con gì rớt ngoài biển á. Ủa có cái trứng nè, cái con gì vậy? What, có quả trứng của cái con JJ. Bú hồi nữa về up con ơi. Boss đó. Amazing. Thấy gì không? Trứng nè. Của con Alo level 520. Quá đã. Đó, đỉnh thực sự. Rồi tập sau up hoặc là những tập nào đó trong tương lai. Phê rồi. Đó, gì là mình đi kiếm rồi. Quá đã. Mày làm sao?
làm sao mà A làm sao mà tụi pin khoe cá tính, gặp thằng nào cũng chơi. Rồi, bước hết vô đây. Nào nữa, thằng nào nổ đó, bước hết vô đây luôn, cắt lại luôn, hết sợ nổ rồi. Càng giết nhiều thì càng được xâm ra nhiều con. Ô, cộng được có 16 cấp rồi hả? Vãi nồi vậy, nãy giờ giết quá trời luôn, cộng được 16 cấp. Ít vậy. Mình chen cho con này full máu, full đam. Đam thì full rồi đó, giờ full máu thôi. Rồi, tháp. Con này giờ bỏ túi. Trời, con boss 55 triệu máu mà mình còn vả được như con đó mày. Mấy anh này giờ hết sợ rồi. Mấy con này chơi được hết. Mình bây giờ là mình chỉ có sợ bị đánh rớt thú rồi bị chết thôi. Mấy con bắt con này đấm luôn. Còn có gì tầm này nữa đấy. Lại cho thêm một cái bình nước tăng lực. Giết mấy này giờ nhanh còn lẹ luôn. Quá đã, quá đã. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Thôi đi về cắt cái trứng đi, sau up là đẹp. Yeah. Ngoan ngoan ngoan. Trời ơi. Nhức nách, nhức nách. Bốn triệu máu. Rồi, cất quả trứng đi. Sau up tôi level 520. Bú. Rồi, nghỉ các bạn ơi, tập này dài rồi, gần một tiếng đồng hồ rồi. Rồi sau chúng ta lại có thêm thú mới rồi các bạn. Mình nghĩ con nó chắc là xịn á. Bây giờ tự nhiên biết ra thêm một số thứ nữa nhờ. Bây giờ mình đi giết mấy cái con boss. Xong rồi khi mà gần chết thì nó sẽ đẻ ra quả trứng giống như là con Indominus Rex ở bên bản mod Primal Fear vậy đó. Đấy, cứ một cặp. Nhưng mà bên đây nó chỉ có một con thôi, giết đánh nó gần chết hoặc là các bạn giết nó xong thì nó sẽ để lại quả trứng ngay chỗ nó chết đó. Và chúng ta mang về, chúng ta bỏ vô bàn, chúng ta ấp ngon lành luôn. Nhưng mà mình không có làm được chỉ số hoàn hảo nha, tại vì có mình không có cặp bố mẹ của nó chỉ có một quả trứng duy nhất thôi đó. Nhưng mà vậy cũng được rồi, được level cao là đỡ. Cứ giết con thú level cao là mặc định quả trứng đẻ ra nó sẽ được level cao. Mình up ra giết con level 600 nhưng máu nó hơi nhiều nha. Cho nên là phải kiếm con nó đam to to một xíu. Chứ con sói nãy mình thấy đánh cũng hơi lâu. Nhưng mà giết được là có được trứng xịn để về up ra. Quá ngon.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ, tốt lành. Chúc hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye. Nhầm nhầm nhầm. Phải chào chứ.